tơi, nhưng bà con mồng tơi là bà con biết hết rồi hả? Bà con mồng tơi, nhà nàng ấy dọn mồng tơi là nỗi buồn chúng tôi đó. À, đó vậy nha bà con, mồng tơi là có những người không ăn được, đó là những người thế này bà con à, người đang bị bệnh sỏi thận, đó, bị gút, à, bị tiểu đường nha bà con, bị tiểu đường, rồi bị dạ dày, bị tiêu hóa, táo bón, bỏng da, đầy bụng, khó tiêu, đó bà con thấy không? Đó, à, chuột rút, răng bị vàng ố, tiêu chảy, thân nhiệt thấp, bị tá tràng là không nên ăn mồng tơi bà con ạ. À, không nên ăn mồng tơi là người bị sỏi thận, gút, dạ dày, tiêu hóa, táo bón, bỏng da, đầy bụng, khó tiêu, chuột rút, răng vàng ố, tiêu chảy, à, thân nhiệt thấp, tá tràng, không nên ăn mồng tơi. Mồng tơi á, là ăn á, thì chúng ta ăn 400 gram một ngày đi được, cần quá 400 gram mà ăn 6 ngày phải nghỉ một ngày. À, như vậy thì nó tốt cho sức khỏe, nó tốt cho sức khỏe. Những người không ăn không nói, còn những người ăn được thì nó tốt. Nhưng mà à, tăng lượng sữa cho con bú nè, à, thanh nhiệt cơ thể nè, giải độc cơ thể nè, làm cho làn da đẹp, à, tươi sáng, giảm đau nhức cơ xương, à, cải thiện được chức năng sinh lý, ngăn ngừa được loãng xương, à, thay giảm béo, giảm cân, ung thư, mắt, đó chưa? Tốt không bà con? Đó là làm tốt cho người có thai, để giảm béo, giảm cân, ung thư, mắt, quá tuyệt vời. Còn người ăn được thì cố gắng mà ăn, còn người không ăn được thì bà con vui lòng đừng ăn. Ăn này không gì nhưng mà nó tăng cường sức khỏe cái bệnh của mình, chữa lâu khỏi lâu bớt, uống thuốc phải nhiều hơn. Bà con ơi, vui vẻ mạnh khỏe, chúc bà con ta vui. Xin chào.